À, cái gì? Sẽ dạy mọi người tập vũ. 3, 2, 1. Cảm ơn phần trình diễn hết sức là thú vị và quá hay của Mon Hoàng Anh. Dạ. Thôi chơi luôn nhở. Phần thi của đội Trí Tuệ bắt đầu. Lưu ý là các em có thể cho nhảy solo, ai cũng phải nhảy. Dạ. Cái gì solo à? Dạ. Solo luôn. Oh, hay quá. Sẵn sàng chưa Kenji? Dạ rồi. 3, 2, 1, music, go! Vâng, xin mời đội Trí Tuệ về chỗ. Rồi. Căng thẳng quá. Các em sẵn sàng chưa? Đứng lên phía trước nào. Thấy chứ mình thi trước anh ha. Mình đã áp lực hơn. Thôi lên. Đau tim quá, đau tim quá. Sẵn sàng chưa? Không, đau tim thật, đau tim thật. Thi. Dạ, sẵn sàng. 3, 2, 1, music. Trời. Sao đấy các em? Quên bài anh. Tự nhiên mình... Mình phải áp lực. Okay. Áp lực. Không giải thích, không giải thích. Anh sẽ cho em một cơ hội nữa để làm lại. Okay. Cơ hội nữa nhá. Chắc chắn chưa? Dạ, rồi. Bên này. Ok. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, music. Phụng ơi, vào đi em. Dạ. Đến lượt thứ hai của em sẽ đó. Tại vì em luôn muốn có đồng đội kế bên cho nên là em sẽ làm với chị Thi. Dạ, chào mọi người. Dạ. Em đã nhảy hai lần rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cảm ơn vì phần trình diễn của hai đội. Và bây giờ clip sẽ ngay lập tức được đăng lên kênh Facebook và kênh TikTok của PA36. Và xin mời tất cả các bạn khán giả bình chọn chúng mình nha. Sau đây sẽ là vòng 2, vòng mà Tiếp thích nhất. Vòng thi có tên Crazy Challenge. 5, 4, 3, 2, 1. Hana, dạ. Thật sự là hôm nay anh rất ấn tượng với cái tạo hình của em. Trông em rất giống Na Cha. À rồi, hỏi em câu này. Phạm Văn Mách vô địch môn cử tạ thế giới bao nhiêu lần? 5. Không có lần nào hết. 3. 2. Không có lần nào hết. Tại sao? Tại vì ảnh là thể hình mà, đúng không? Wow. Ôi, Na Cha thông minh quá. À. Được. Quá đỉnh. Xin mời Kira Kira. Con gì mà không có xương sống mà vẫn đứng được? 5, 4, con... 3, con, 2, con, 1. Con cầu. Con cầu. Sắp vào ở đây. Đáp án là con dốc em ạ.
Ai nhờ? Dốc nè. Dạ. Thì anh hãy cho em trả lời câu hỏi cuối cùng. Ok anh. Tại sao con mèo khi gặp con chuột nó lại chạy? 5 4 3 2 1 Tại vì anh cho em cơ hội cuối cùng này. Tại sao ta? Tại sao con mèo nó gặp con chuột mà nó lại chạy à? Đúng. Tại vì nó bắt con chuột thì nó phải chạy đúng không? Đó, trời ơi. Đi đâu đến giờ mới thi mới thông minh lên được một tí à? Mà phải quá đây rồi. Tự nhiên cái em forget mất á. Ờ em trả lời được rồi nhưng anh không cho em điểm đâu. Anh lại bảo anh cho em cơ hội rồi. Cho em cơ hội để em trả lời, để em chứng tỏ mọi người là em biết câu hỏi thôi. Em biết câu trả lời. Tại em phải có thời gian suy nghĩ. Sau trò chơi đầu tiên là bây giờ đã có kết quả. Bên này mọi người trả lời được tất cả đều là 2 câu. Bên này không câu nào cả. Anh xin lỗi, từ đầu giờ anh chưa giới thiệu là hôm nay chức vụ của em như nào. Trong lúc đó anh phát này. Dạ, xin chào mọi người, mình là Mon Hoàng Anh. Và hôm nay mình đảm nhiệm DJ. Thì lần trước mọi người cũng đã cho mình vài cái gọi là lời khuyên để cho mình làm DJ tốt hơn. Mình sẽ cố gắng. Trước khi đến với vòng thi Crazy Challenge thì hôm nay có một bất ngờ dành cho bọn em. Gì vậy? Em có biết trò chơi TikTok không? App TikTok? Dạ biết chứ, dạ biết à. Ở trên đó thì đang có một cái hot trend rất là hot, đó là Dura Dance. Các em sẽ phải làm thử thách đó. Dạ. Những clip đó thì anh sẽ đăng lên TikTok cũng như là fanpage của PA36. Và kết quả sẽ được chính fan của mình bình chọn và công bố ở cuối chương trình. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi thử thách cùng TikTok. Ở trước khi đến vòng thi này thì anh sẽ có một phần trình diễn rất là đặc biệt. Wow. Của DJ chúng ta. Ngon. Ra thị phi.